AK sớm thì anh em video review Honda Vision với hai đèn trước lắp đặt quả tiết LED Audi kết hợp LED Outlook. Phần đèn trợ sáng L2 20W lắp vị trí chân kiến, vẫn sử dụng để kiến chiếu hậu. Phần quả tiết LED Audi cũng như màu sắc LED cùng với số lượng bóng Outlook các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Trên video bạn đang xem lúc này là Audi trắng kết hợp quả tiết xanh đỏ cùng với bóng Outlook màu đỏ. Tất cả sản phẩm LED Outlook khi lắp đặt tại shop sử dụng cho các bạn sản phẩm thế hệ mới nhất, với đặc điểm nhận dạng sáng đầy đủ 4 ngăn đèn trên một bóng ở chế độ đờ mi lẫn xi nhan. Bình thường với các sản phẩm Outlook thế hệ trước đó, các bạn mở đờ mi chỉ sáng 3 ngăn bên ngoài thì bật xi nhan mới sáng ngăn ở giữa. Đối với Outlook thế hệ đời mới, sáng đầy đủ 4 ngăn đèn trên một bóng Outlook ở chế độ đờ mi lẫn xi nhan. Mình sẽ mở tín hiệu xi nhan cho các bạn xem rõ. Đây đèn đang chính độ, đèn đang ở tín hiệu xi nhan. Các bạn nhìn rõ sẽ thấy sáng đầy đủ 4 ngăn đèn trên một bóng. Khi bạn mở đờ mi tương ứng với công tắc đèn ở nấc đầu tiên, lúc này LED Audi sáng đèn ở chế độ đờ mi kết hợp với bóng Outlook màu đỏ. Và đây là phần quả tiết LED Audi. Và các bạn thấy rõ phần Outlook sáng đầy đủ 4 ngăn trên một bóng đèn Outlook ở chế độ đờ mi, 3 ngăn bên ngoài và ngăn ở giữa. Đây là đặc điểm nhận dạng với là bóng Outlook thế hệ đời mới. Khi các bạn đang mở đờ mi, các bạn bật xi nhan. Khi đó LED Audi chớp tắt đồng thời bóng Outlook đổi màu. Các bạn xem rõ bóng Outlook đổi màu. Và phần Audi sẽ chớp tắt là tín hiệu xi nhan. Khi bạn mở xi nhan bên nào bên đó chớp tắt, bên còn lại vẫn sáng đèn chế độ đờ mi. Khi bạn tắt xi nhan, đèn tự động chuyển về chế độ đờ mi. Các bạn lưu ý là phần quả tiết LED Audi cũng như màu sắc LED các bạn hãy tùy chọn, và số lượng bóng trên một đèn các bạn mới tùy chọn theo cầu. Vừa rồi là phần đờ mi với quả tiết LED Audi kết hợp LED Outlook. Cái đó là phần đèn trợ sáng L2 20W. Khi lắp lên xe các bạn có thể lắp vị trí chân kiến hoặc phụt trước. Đối với video bạn đang xem, lúc này lắp lên chân kiến và sử dụng để kiến chiếu hậu. Các bạn không giữ được, các bạn không sử dụng để kiến chiếu hậu vẫn có thể lắp đèn trực tiếp ngay vị trí chân kiến. Khi sử dụng kiến chiếu hậu sẽ có một bát nhôm dùng để lắp đặt đèn lên vị trí chân kiến. Và đây là công tắc bắt zin ở thắt, thay thế công tắc cốt pha của zin của xe, kết hợp thêm được chiếc đăng bắt zin đá đèn. Các bạn thấy rõ cái tính năng bắt zin trên công tắc cốt pha ở thắt. Và đây là chiếc đăng bắt zin dùng để đá đèn chính và đèn trợ sáng là hai. Đây là chiếc đăng bắt zin đó nè. Với phần đèn chính sử dụng đèn pha LED. Khi bạn bắt zin đá đèn cả hai. Video review Honda Vision với phần đèn trước LED Audi kết hợp LED Outlook. Phần đèn trợ sáng L2 20W lắp đặt vị trí chân kiến, sử dụng để kiến chiếu hậu. Công tắc bắt zin đã thắt. Sản phẩm thực hiện với AK Shop.